Giải trình tự hệ gen bằng phương pháp shotgun hay còn gọi là phương pháp giải trình tự ngẫu nhiên toàn hệ gen gồm các bước cắt hệ gen thành nhiều phân đoạn nhỏ nằm gối lên nhau có kích thước trung bình khoảng 2 kilobase. Sau đó, tiến hành nhân dòng và giải trình tự từng phân đoạn. Cuối cùng, sử dụng các phần mềm máy tính để phân tích các vùng gối lên nhau của các phân đoạn và nối chúng với nhau thành các trình tự ADN liên tục của hệ gen. Trong bước đầu tiên của phương pháp giải trình tự này, ADN tổng số được tách chiết từ cá thể được phân tích. Các phân tử ADN kích thước lớn được làm gãy thành các phân đoạn nhỏ bằng các phương pháp cơ học, chẳng hạn bằng máy nghiền mẫu đồng thể, máy xay, phương pháp siêu âm hoặc bởi các bước sóng âm thanh tần số cao hoặc đẩy mẫu ADN qua các xi lanh đầu hẹp. Do sự đứt gãy ADN trong các phương pháp cơ học này là ngẫu nhiên, nên các phân đoạn ADN được tạo ra trong quá trình đứt gãy mang các trình tự nucleotide nằm gối lên nhau. Kích thước trung bình của các phân đoạn ADN có thể điều khiển qua lực cơ học tác động làm đứt gãy các phân tử ADN. Thông thường, kích thước trung bình của các phân đoạn ADN được mong đợi là khoảng 2 kilobase. Các phân đoạn ADN hệ gen đứt gãy sau đó được chạy trên gen điện di agarose. Một làn điện di được bổ sung mẫu ADN chuẩn kích thước. Khi chạy xong điện di dựa trên mẫu ADN chuẩn, chúng ta xác định được các băng mang phân đoạn ADN có kích thước tương ứng ở vùng 2 kilobase. Các mảnh gel agarose thuộc vùng này được cắt ra và sau đó ADN được thu hồi. Trong bước tiếp theo, người ta tiến hành nối các phân đoạn ADN có kích thước khoảng 2 kilobase vào các vector nhân dòng. Phản ứng nối được xúc tác bởi enzyme ADN ligase đòi hỏi phải có đầu 3,OH và 5,phosphate ở giữa các phân đoạn. Tuy nhiên, các phân đoạn ADN đứt gãy ngẫu nhiên bởi các phương pháp cơ học hiếm khi có sẵn những đầu này. Vì vậy, trước khi tiến hành phản ứng nối, người ta thường thực hiện bước sửa chữa các đầu của các phân đoạn ADN. Để thực hiện điều đó, người ta sử dụng enzyme nuclease S1 để cắt bỏ các mạch đơn tại các đầu thừa nhằm thu được các phân đoạn ADN có cấu trúc đầu bằng mang các nhóm OH và phosphate tương ứng ở các đầu 3, và 5 ở mỗi mạch theo yêu cầu hoạt động của enzyme ADN ligase. Một loại vector nhân dòng phù hợp sau đó được cắt bằng enzyme giới hạn SMA1. Enzyme này cắt các vector tạo ra các phân tử ADN có đầu bằng. Lúc này, các phân đoạn ADN đứt gãy và đã được sửa chữa các đầu ở bước trên có thể cài vào vector qua phản ứng nối của enzyme ADN ligase. Tập hợp các vector mang các phân đoạn ADN khác nhau sau đó được chuyển vào tế bào vi khuẩn hoặc nấm men để tiến hành nhân dòng, đồng thời tạo nên một ngân hàng hệ gen của sinh vật cần nghiên cứu. Để giải trình tự nucleotide của mỗi phân đoạn, người ta thiết kế các cặp mồi bắt cặp với trình tự của vector vốn đã biết trước giới hạn ở hai đầu của phân đoạn ADN cài. Toàn bộ trình tự ADN giữa hai vùng biên này sẽ được giải mã bằng phương pháp giải trình tự ADN tự động dựa trên nguyên tắc của phương pháp D-deoxynucleotide của Sanger. Kết quả giải trình tự động có độ tin cậy cao trong khoảng 500 base pair tính từ điểm bắt đầu giải mã. Vì vậy, để giải trình tự toàn bộ phân đoạn dài khoảng 2 kilobase có thể phải qua một vài chu kỳ. Ở mỗi chu kỳ bước sau, một cặp mồi mới được thiết kế dựa trên trình tự nucleotide đã được tìm thấy ở chu kỳ giải trình tự bước trước. Cứ như vậy, toàn bộ trình tự của mỗi phân đoạn ADN cài sẽ được xác định chính xác. Để giải trình tự toàn hệ gen, toàn bộ hàng ngàn phân đoạn ADN có trong thư viện hệ gen đều lần lượt được giải mã theo phương pháp trên. Bước cuối cùng của phương pháp giải trình tự ngẫu nhiên toàn hệ gen là việc ráp nối các phân đoạn riêng rẽ thành trình tự ADN liên tục của hệ gen. Công việc này được thực hiện bởi các phần mềm máy tính dựa trên các thuật toán so sánh đồng thời hàng ngàn, thậm chí hàng triệu trình tự ADN khác nhau. Những trình tự ADN dài được suy ra từ các phân đoạn ADN ngắn nằm gối lên nhau được gọi là các contigs. Nhìn chung, tập hợp các contigs thường bao phủ phần lớn hệ gen. Các contigs khác nhau lại có các trình tự nằm gối lên nhau. Lúc này, phần mềm máy tính có thể tiếp tục ráp nối các contigs thành trình tự ADN hệ gen đầy đủ. Mặc dù vậy, trong nhiều trường hợp, có thể có những trình tự trong hệ gen bị khuyết không nằm trong trình tự của các contigs do chúng bị mất hoặc trong quá trình tạo ngân hàng hệ gen hoặc trong các bước nhân dòng gen và giải trình tự. Tuy vậy, những trình tự này sẽ được giải mã bổ sung dễ dàng dựa trên các trình tự đã biết của hệ gen.